Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt Apache Maven trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Thì Apache Maven là một cái công cụ để dùng để mà download tự động các thư viện trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì tôi sẽ mở terminal lên. Rồi. Tôi sẽ có lệnh như sau. Sudo apt gạch ngang get update. Rồi tôi nhấn enter. Rồi thì tôi có lệnh này, tức là tôi sẽ thực hiện update các software, các package cho cái Ubuntu của chúng ta. Thì tôi sẽ update với cái quyển admin là sudo nên nó yêu cầu nhập password. Thì tôi sẽ đi nhập password. Sau khi nhập password xong thì tôi nhấn enter. Rồi nó đang bắt đầu download và cài đặt và nó thực hiện update lại cái cho cái hệ điều hành Ubuntu của tôi. Rồi, nó đã thực hiện update và download và update các package thành công. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ nghe cái console đi. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ có lệnh cd duyệt obt duyệt. Rồi, tôi sẽ đi vô cái folder obt. Và tiếp theo tôi có lệnh là sudo wget. Và tôi sẽ thêm cái đường link vô. Tôi gõ cái đường link vô. Cái đường link này để chúng ta thực hiện download cái file cài đặt Atomaven về. Rồi tôi nhấn enter. Rồi quá trình download Atomaven đang diễn ra. Rồi, nó đã báo là Atomaven đã được xây, tức là nó đã được tải về và nó lưu trữ ở trong cái folder OPT. Rồi, tôi sẽ đi vô cái folder Home, rồi vô Adult Location, rồi vô Computer, rồi vô cái folder OPT. Đó, thì cái Atomaven nó được download về như vậy. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ đi rảnh lên cái folder đó ra bằng lệnh như sau. Tôi có lệnh sudo tag trừ gạch ngang xf apt apache maven. Rồi nhấn enter. Rồi nó đã thực hiện giải nén ra ở trong cái folder apt như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi đổi tên cái folder apache maven 3.5.4 này lại. Rồi tôi sẽ có lệnh là sudo mv, tức là tôi mua cái folder này sang một cái folder có cái tên mới. Tôi sẽ mua Apache Maven 3.5.4 sang folder là Apache Maven cho nó cái tên của nó nhìn cho nó dễ đẹp, cái tên folder nó dễ nhìn. Rồi tôi nhấn enter. Rồi tôi quay lại folder apt thì nó đã thực hiện đổi tên thành công. Rồi tiếp theo tôi có lệnh npm --\ version để kiểm tra em Maven đã cài đặt trên máy của tôi chưa. Rồi tiếp theo, vì tôi gõ nhầm nên là tôi có bỏ nó đi một chỗ nha. Thì do là tôi chưa cài đặt biến môi trường cho thằng Apache Maven này nên là cái Apache Maven nó chưa nhận được. Tôi sẽ nia console đi. Và tiếp sau đây thì tôi sẽ đi thực hiện cài đặt biến môi trường cho thằng Apache Maven. Tôi sẽ có lệnh là cd, tôi sẽ có lệnh là cd duyệt etc duyệt profile.d. Rồi tôi nhấn enter thì tôi sẽ đi sửa cái file profile.d này. Rồi tôi có lệnh là sudo reddit. Rồi maven.sh. Rồi tôi nhấn enter. Thì nó mở ra một cái file là maven.sh thì chúng ta sẽ đi nhập cái biến môi trường vô cái file này. Đó, tôi sẽ có lệnh là export m2 home bằng cái đường dẫn là duyệt opt duyệt apache maven, rồi export ra cái maven home
bằng cái suite OPT, suite Apache Maven và export ra cái bat bằng cái Dona M2 Home, suite bin, rồi Dona, rồi bat. Rồi, tôi save cái file này lại, rồi tôi đóng file. Rồi tiếp theo thì tôi có lệnh là sudo chmod rồi cộng x rồi maven.sh để mà nó thực hiện lưu lại cái file maven.sh và nó thực thi được cái biến môi trường. Tiếp theo tôi có lệnh là suộc maven.sh để mà nó reload lại cái biến môi trường này vào trong hệ điều hành Ubuntu. Rồi tôi nhấn enter. Rồi tiếp theo thì tôi có lệnh là npm cái gạch ngang maven để kiểm tra là maven được cài đặt trong máy của tôi chưa, thì nó hiện thị lên là apache maven 3.5.4 như vậy. Rồi các biến maven home bằng cái đường dẫn như vậy, rồi java version, rồi render và java, rồi cái hệ điều hành cái version là linux như vậy đó. Thì như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt apache maven trên điều hành Ubuntu thành công. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Thì bữa sau thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài đặt Intel Magic Idea trên hệ điều hành Ubuntu. Rồi, xin tạm biệt các bạn.